liên quan đến thông tin gần 400 ha rừng bị suy giảm tại trung tâm bảo tồn voi cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh đắk lắc, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh này giao chi cục kiểm lâm tổ chức kiểm đếm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan. Qua kiểm tra diện tích rừng tự nhiên bị giảm tại đây là hơn 397 ha, trong đó do phá rừng trái phép là 4,64 ha, nguyên nhân khác chưa xác định là hơn 392 ha việc để diện tích rừng tự nhiên bị biến động lớn trong thời gian dài nhưng không phát hiện xử lý kịp thời người dân lấn chiếm sử dụng trái phép trách nhiệm chính thuộc về chủ rừng là trung tâm bảo tồn voi cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng và chính quyền địa phương sở nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu trung tâm này phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương kiểm tra xác minh lập hồ sơ xử lý theo quy định đối với diện tích rừng bị biến động đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân tập thể liên quan trong vụ việc này